Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Benelli RFS 105i chuẩn bị Việt Nam vào các tháng 2 cạnh tranh với Exeter và Quinner. Benelli RFS 105i chuẩn bị Việt Nam vào các tháng 2 năm 2009 để cạnh tranh với hai thủ phân khúc là Underborn là cái chiếc Exeter 1/10 và Quinner 1/10. Theo đó, tin vui mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, cái mẫu Benelli RFS 105i sẽ được chính thức cập bến Việt Nam vào tháng 2 sắp tới. Tuy nhiên, giá của mẫu xe mới này thì vẫn chưa được công bố. Benelli RFS 105i sẽ được nhập nguyên chiếc từ Malaysia và đang trên cái đường vận chuyển Việt Nam. Giá bán của RFS 105i dự kiến sẽ được Benelli tiết lộ vào thời gian sắp tới. Đồng thời, các baker quan tâm về cái mẫu xe này có thể sẽ được trải nghiệm và chạy thử cái mẫu Underborn 150 khối khi về đến Việt Nam. Và đây là chiếc Benelli RFS 105i phiên bản màu vàng. Theo thông tin trên những cái bài đăng trước mà chúng tôi đã nói về cái dòng Benelli, hãng xe có nguồn gốc từ Italia và đã bắt đầu nhận đặt cọc xe. Các bạn quan tâm về mẫu này có thể liên hệ trực tiếp Benelli Việt Nam để biết được những thông tin chính xác. Benelli RFS 105i phiên bản màu xanh dương. Benelli RFS 105i phiên bản màu đỏ. Và Benelli RFS 105i LE 2009 phiên bản giới hạn. Cái chiếc Benelli RFS 105i được trang bị động cơ SOC xanh đơn dung tích là 150c, phun xăng điện tử từ công nghệ đánh lửa 3 buji hiện đại. Với công nghệ đánh lửa 3 buji là cái sự hợp giữa EQ, hệ thống đánh lửa và buji để duy trì động cơ hoạt động cầm chừng ở mức thấp nhất nhưng vẫn tối ưu hóa cái sức mạnh khi tăng tốc. Như vậy giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải ra môi trường. Cái mẫu xe này đạt cái động cơ với công suất đa là 15,5 lực tại vòng tua máy 8.500 phút, mô men xoắn cực đại 13 Nm tại giải tua máy 7.000 vòng/phút, đi cùng hộp số con tài sao cấp. Cái phuộc trước up down là cái điểm mạnh của chiếc Benelli RFS 150 so với hai thủ kia. Và hai cái ông lớn ở phân khúc là Exeter và Quinner thì dùng cái phuộc ống lọc. Cái đầu đèn có thiết kế rất là lạ mắt theo phong cách của Ý. Cái cụm đồng hồ trung tâm của xe là cái dạng cơ báo tốc độ, quay động cơ kết hợp cùng với dạng cái đực số với những thông tin khác như tốc độ, quãng đường, nhiên liệu vân. RFS 105i được trang bị lọc phanh đi đơn với cái đường kính là 240mm ở bánh trước và bánh sau cái đĩa là 220mm. Hai bánh chung cái vành hợp kim 17 inch, đa chấu có thiết kế như cái cánh gió lốc xoáy. Lớp trước là 70/90/7 và lớp sau là 120/77. Benelli RFS 105i dự kiến sẽ cập bến Việt Nam vào các tháng 2 sắp tới. Sự có mặt của mẫu xe này sẽ khiến cho phân khúc là Underborn 150cc ở Việt Nam càng trở nên là sâu động hơn. Và giá của cái mẫu xe mới này cũng như thông tin chi tiết hơn sẽ được chúng tôi cập nhật ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, là chi tiết nhớ like, share, subscribe.